Gặp làm đôi đi. Gặp làm đôi mình cắt ra, mình chỉ cần dùng một nửa thôi, mình không cần dùng quá nhiều như thế này đâu nhá. Tại vì cái đây lồng nó nhỏ thì cái phần tua rua nó cũng sẽ nhỏ. Rồi mình bỏ bớt một nửa đi. Bây giờ mình sẽ làm cái phần dây treo. Dây treo thì mình cũng làm bằng cái này luôn. Cũng làm bằng cái phần bìa này luôn. Mình cắt một dải màu ra là được. Cái dải này nó nhỏ thôi, khoảng 0,5 cm nhé. Mình làm cái dây treo. Rồi, sau đó mình sẽ cắt ra. Mình được cái phần dây treo rồi. Bây giờ mình sẽ dán cái phần dây treo vào cái phần đèn lồng. Mình dán phần dây treo vào. Đây, mình được cái phần dây treo như thế này nhá. Giờ mình sẽ dán cái phần đèn lồng này vào cái thiệp của mình. Đấy. Bị nhịu luôn. Nói. Rồi. Mình tiếp tục mình dán vào nhá. Lần này mình sẽ dán vòng theo viền hình tròn. Và mình sẽ áp nó vào chính giữa cái thiệp. Áp vào chính giữa thiệp. Rồi mình được một cái phần đèn lồng như thế này. Rồi mình sẽ làm phần tua rua của cái đèn lồng. Tua rua mình chỉ làm ít thôi nhá. Cái phần này vẫn hơi dài. Mình lại gấp đôi tiếp đi. Phần này nó vẫn hơi dài. Đây, một cái mảnh như thế này thôi. Vẫn dài. Tại vì là cái đèn lồng của mình nhỏ nên là tua nó cũng nhỏ nhỏ. Mình sẽ cắt một cái phần nó phù hợp thôi. Không làm dài quá. Mình lắp vào nhìn nó xấu. Rồi mình cắt ra nhá. Mình cắt ra. Bỏ những phần dư này đi. Bây giờ mình sẽ được một cái mảnh như thế này. Mình gập vào. Làm 3 phần. À, làm 4 phần. Hoặc làm đôi gì đấy tùy mọi người. Mọi người cứ gấp nhỏ vào để mọi người cắt. Cắt tạo cái phần tua rua ấy. Đây mình cắt những cái đường thẳng. Song song với nhau. Mọi người cố gắng làm sao cho những cái đường này nó thật là đều. Khoảng cách nó càng đều thì nó càng đẹp nhá. Mình cắt lần lượt cho đến hết. Rồi mình còn một chút xíu nữa là xong rồi. Rất là nhanh thôi. Tiếp tục mình cắt ra. Tiếp tục cắt cho đến hết. Mọi người muốn cái phần tua rua nó mịn, nó đẹp ý, thì mọi người sẽ cắt càng nhỏ càng tốt. Mình tiếp tục mình cắt ra nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra. Mình mở ra. Mình sẽ được cái phần tua rua rất là xinh như thế này. Mình sẽ cắt sửa lại một chút chỗ này này. Cái nếp mà mình gấp làm đôi ấy, thì nó sẽ to hơn những cái nếp khác. Nên là sau khi cắt xong mình sẽ sửa lại một chút là được. Sau đó mình sẽ dán vào, mình tạo cái tua rua nhé. Mình dán, mình cuộn tròn nó lại. Mọi người vừa cuộn vừa cho keo vào cho nó dính chắc. Và mình sẽ tiếp tục mình dán vào nhé. Rồi mình được một cái phần tua rất là xinh. Giờ mình sẽ gắn cái phần tua này vào. Vào cái đèn lồng. Rồi. Và đây là thành phẩm.
Sau khi làm xong mình sẽ có một tấm thiệp hình đèn lồng rất là dễ thương nhá. Mọi người mở mặt trong ra, mọi người viết cho mình những cái lời nhắn lên đây. Đấy. Rất là xinh như thế này. Thì đây là cách mình gợi ý mọi người làm một cái thiệp đơn giản. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những cái thiệp giống như thế này nhá. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!